8 Tam Hiệp kỳ 1 này. Mở ra đi. Bài 1 là hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học nhé. Bài 1 là hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học. Như vậy phương trình thứ nhất là gì? Crom cộng oxy tạo ra Cr2O3. Người ta đã viết sẵn phương trình cho mình rồi, nhưng mà còn thiếu cái gì? Thiếu cân bằng đúng không? Cân bằng phương trình hóa học chính là gì? Ta làm sao cho số lượng các nguyên tử, nguyên tố ở hai vế là phải bằng nhau đúng không? Được chưa? Nó sẽ có 3 bước. Đầu tiên mình sẽ đi tìm các hệ số, xong đi tìm bội chung nhỏ nhất, xong điền các cái hệ số đấy vào đúng không? Tuy nhiên đối với những phương trình dễ thì mình chỉ cần gì? Nhẩm là được. Ví dụ ở bên trái có 2 oxy, bên phải có 3 oxy đúng không? Thế thì bội chung nhỏ nhất của nó phải là 6 đúng không? Thế thì em phải điền 2 vào Cr2O3, 3 vào oxy ở bên trái thì đảm bảo đủ 6 oxy chưa? Và 4 vào crom. Như vậy cân bằng là 4 3 2, đúng không? Tự viết vào. Phương trình thứ hai này, nhôm cộng HCl tạo ra AlCl3 cộng H2. HCl tên là gì? Axit gì đây? Clohydric. Còn AlCl3 là muối nhôm clorua. Được chưa? Bây giờ ta điền hệ số đây. Em thấy ở bên trái có clo là 1, bên phải clo là 3. Nếu em điền 3 vào HCl thì số hydro sẽ là 3, còn bên kia là 2 đúng không? Thì nó sẽ bị lẻ. Như vậy ta sẽ phải điền gì? Điền 6 vào HCl, điền 2 vào AlCl3. Như vậy là ta thấy bên phải có 2 nhôm thì bên trái cũng phải điền 2 nhôm. Bên trái có 6 hydro mà bên phải đang là H2 thì phải thêm gì? Thêm 3 chứ em. 3 nhân 2 bằng 6 mà. Như vậy cân bằng là 2623. Được chưa? Phương trình thứ 3, Na2SO3 cộng axit H2S4 là axit sulfuric tạo ra natri sulfat cộng khí carbonic cộng nước đúng không? Việc cân bằng như nào? Thứ nhất, phương trình này nhà trường viết sai. Cho Na2SO3 cộng axit thì phải ra SO2 chứ không thể ra CO2 được. Mọi người sửa chữ C thành chữ S. Nó phải ra SO2. Đó, phương trình nhà bị gõ sai chữ C cả chữ S rồi. Như vậy phải tạo ra là Na2SO4 cộng SO2 cộng nước. Được chưa? Em phải sửa thành chữ S nhé. Na2SO4. Em sửa chữ CO2 thành chữ SO2 thôi. Được chưa? Sai mỗi chữ C đây thôi. Ok chưa? Ta để ý này. Bên trái, bên phải đều có 2 natri. Thỏa mãn nhé. 2 hydro thỏa mãn nhá. Đúng không? Bên trái có mấy oxy? Đếm thử bên trái có mấy oxy? 6. Sao lại 6? 7 chứ, 3 cộng 4 phải là 7 chứ. Bên phải có mấy? 4 cộng 2 cộng 1 cũng là 7 đúng không? Phương trình này tự cân bằng. Nó thỏa mãn luôn hai vế là số nguyên tố bằng nhau rồi đúng không? Vậy không cần làm gì thêm cả. Được chưa? Phương trình số 4, NaNO3 tạo ra NaNO2 cộng O2. Bên trái là 3, bên phải là 4 oxy. Thế thì ta phải cân bằng như nào? Cho 2 vào NaNO3, 2 vào NaNO2. Thì em thấy oxy bên trái là 6, bên phải là 2 x 2 cộng 2 cũng bằng 6 chưa? Phương trình cân bằng xong. Hệ số cân bằng sẽ là 221. Vì có những bài người ta sẽ hỏi là hệ số cân bằng là bao nhiêu đúng không? Thì hệ số cân bằng là 221. Cũng giống như phương trình số 2 ấy, em nhìn lại phương trình số 2 này. Hệ số cân bằng của phương trình số 2 là 2623. Có hiểu không? Ok nhá. Phương trình số 5, Fe cộng Br2. Br2 là gì đấy? Tên gì? M lớn bao nhiêu? M lớn brom bao nhiêu? M lớn brom không thuộc à? 80. 23 là natri. Mọi người phải học thuộc cái M lớn. Nếu không tin về xem lại mấy video thầy chữa bên lớp kia mà xem. Hỏi đọc quanh vách. Không những thế nhá, đọc Na2SO4 bao nhiêu chúng nó đọc được luôn M lớn. Chứ không phải chỉ hỏi một nguyên tố lưu huỳnh 32 oxy 16 natri 23 đâu, mà hỏi Na2SO4 bao nhiêu nó đọc thẳng ra luôn được M lớn ấy. Có nghĩa là nó tính được nhẩm sẵn luôn rồi. Natri 23 x 2 là 46, SO4 là 96, 46 cộng 96. Đấy. Được chưa? Chúng nó nhẩm được hết cả cái đấy luôn rồi. Chứ không phải bây giờ đi hỏi từng cái nguyên tố một đâu. Quay lại phương trình 5 này. Nhìn thấy rõ ràng brom 2 cả 3 chắc chắn là phải dùng bội chung nhỏ nhất là 6 rồi đúng không? Cho 3 vào Br2.
cho 2 và FeBr3 và cho 2 và sắt. Thì ta thấy cân bằng được phương trình chưa? Như vậy hệ số cân bằng sẽ là 232. Được chưa? Khánh hiểu chưa? Ok nhá, tiếp tục sang phương trình số 7. À, phương trình số 6. Đề cương tam hiệp nó cho hơi ngắn vì thực ra chỉ có 3 bài nhè, quá dễ. Câu 6 này, BaCO3 tên của nó là bari carbonat cộng với HNO3 axit nitric tạo ra bari litrat cộng CO2 cộng H2O. Em nhìn thấy ngay vế bên phải có hai nhóm NO3, bên trái có một, ta thêm 2 vào luôn, HNO3. Được chưa? Sau khi thêm 2 vào HNO3 thì phương trình tự cân bằng luôn. Như vậy hệ số cân bằng là 1 2 1 1 1. Không viết gì có nghĩa là chỉ số 1 mà, đúng không? 1 2 1 1 1. Được chưa? Phương trình số 7. Nhìn thấy FeCl3, nhìn thấy H, nếu thêm 3 vào HCl thì bên kia H2. Đúng không? Như vậy ta thêm 3 vào HCl này. Ta thêm mấy? Thêm 3 vào H2O này. Bây giờ ta đếm lại kiểm tra nhé. Clo 3 nguyên tố, à 3 nguyên tử đủ chưa? Hiđro là ở cái chỗ OH3 là có 3 hiđro cộng 3 hiđro là 6 đúng không? Bên phải là 3 nhân 2 là 6 chưa? Oxy cũng là 3 chưa? Như vậy hệ số cân bằng là 1313. Được chưa? Phương trình số 8. BaCl2 tên của nó là bari clorua. Còn BaSO4 là bari sunfat kết tủa màu trắng. Phương trình này nhìn thấy thì em chỉ cần thêm mỗi 2 và HCl thôi. Và phương trình lại tự cân bằng tiếp. Thêm 2 phát là xong luôn. Đúng không? Hệ số cân bằng là 1112. Và bây giờ mọi người mới nhìn ý B này. Hãy cho biết tỷ lệ số nguyên tử phân tử trong mỗi chất. Chính là cái hệ số cân bằng ta vừa đọc đấy. Đúng không? Phương trình số 8 là gì? 1112. Có hiểu không? Được chưa? Có nghĩa là cứ cân bằng là em phải làm luôn cái bước tìm hệ số đấy đi. Đọc cái hệ số đấy ra vì kiểu gì người ta chả hỏi. Được chưa? Mà cái đấy rất dễ. Quan trọng là mình cân bằng cho nó đúng mà thôi. Và cân bằng chính là gì? Đếm làm sao cho số nguyên tử hai vế bằng nhau. Khi mọi người làm nhiều thành thói quen rồi thì sẽ tự biết phải làm cái gì, mà không cần phải đi tuân theo 3 cái bước 1, 2, 3 như theo sách giáo khoa. Mấy cái bước tìm bộ chung nhỏ nhất ý. Được chưa? Đấy. Tiếp bài 2. Xác định công thức hóa học của những hợp chất có thành phần gồm 33,33% natri, 20,29% nitơ, 46,37% oxy và hợp chất có phân tử khối là 69. Đầu tiên em lấy máy tính em cộng thử các cái phần trăm này lại xem nó đã bằng 100% chưa. Cộng lại đi xem bằng 100% chưa. Nếu không nhầm là đề đã bị sai đấy. Máy tính đâu? Ai có máy tính không? Lấy máy tính đi, lấy máy tính từ máy gì nhá. Lấy máy tính ra. Bấm đi. Ba ba phẩy ba ba này cộng với 20,29 cộng với 46,37 bằng 99,99%. Được chưa? Đề lại ra sai tiếp. Mặc dù không đáng kể nhưng mà đề lại sai. Vì tổng phần trăm của các nguyên tố phải bằng 100%. Thế 99,99% thế 0,01% nữa ở đâu ra? Của nguyên tố nào? Không biết đúng không? Như vậy đề này lại bị sai nhá. Hai bài sai rồi đấy. Tùy mọi người sửa hoặc không cứ để đấy cũng được. Nhưng mà chắc chắn khi lên trên lớp thì bảo giáo viên cái này bị lỗi nhá. Bảo giáo viên sửa lại một số đó để sao cho nó đạt được 100%. Được chưa? Biết đâu phát hiện ra lỗi sai lại được điểm 10. Đúng không? Hai bài rồi gì nữa, hai bài sai mà. Nào bây giờ ghi này. Gọi công thức của hợp chất. Gọi công thức của hợp chất là đi vào đi. NaX, Ni và OZ
Na x, ni và oz. Được chưa? Mục đích của ta là phải đi tìm x, y, z bằng bao nhiêu. Thì đấy chính là công thức khoa học. Em nhìn thử lên cái phương trình bài 1 đi, câu 8 chẳng hạn nhé. BACL2 đúng không? À BASO4 đi. Có phải là x bằng 1, y bằng 1 và z bằng 4 không? Đây là BAX, SI và OZ. Thì không là BA là 1, S là 1 và O là 4 không? Thế thì ở cái bài dưới này cũng thế. Ta phải đi tìm xem x, y, z là bao nhiêu. Sau khi có chỉ số đấy chính là xác định được công thức. Được chưa? Và ta có công thức để xác định y, z luôn này. X 2.y 2.z bằng x 2.y 2.z bằng, đọc là x chia y chia z thì là tỷ lệ thức đấy, đúng không? Mọi người học tỷ lệ thức rồi. Nhưng nếu đọc chia ấy, thì dễ mọi người viết phân số, mà tỷ lệ thức mà viết phân số bài này thì không được. X chia y chia z bằng phần trăm của Nachi chia cho 23. Phần trăm Nachi phân số 23 ở dưới. Phần trăm Nachi chia 23. Nào chú Tú nhìn lại cách viết đi. Đây này, nhổm lên nhìn đi. Phần trăm Nachi chia 23 2 chấm phần trăm nitơ. M lớn nitơ bao nhiêu? M lớn nitơ bao nhiêu? 14. 2 chấm phần trăm oxy chia bao nhiêu? 16. Có nghĩa là em cứ lấy phần trăm của mỗi nguyên tố chia cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố đó. Được chưa? Phần trăm natri chia 23, phần trăm nitơ 14, phần trăm oxy chia 16 nhá. Bằng này. Bắt đầu ta thay số nhá. Phần trăm natri là 33,33 chia 23 này. 2 chấm 20,29 chia cho 14. 2 chấm 46,37 chia cho 16 bằng tiếp. Được chưa? Tải béo viết vào đi. 33,33 chia 23 bằng 1,45 này. 1,45 2 chấm 20,29 chia 14 bằng cũng 1,45 tiếp. 2 chấm 46,37 chia 16 bằng 2,9 chính là 2,89. Được chưa? 1,45, 1,45, 2,89. Ok chưa? Sau đó ta lấy tất cả ba cái hệ số này chia cho số nhỏ nhất, chính là chia cho 1,45 thì ta được tỷ lệ là 1, 1, 2. Có phải chia cho 1,45 thì số đầu bằng 1, số tiếp theo 1, 2,89 chia 1,45 bằng 2 không? Được chưa? Thế thì ta có công thức. Từ đây suy ra công thức này. Na N O2 đóng mở ngoặc N lần. Na NO2 đóng mở ngoặc N lần. Được chưa? Có nghĩa là ta tìm được tỷ lệ là 1, 1, 2 rồi. Đúng không? Nhưng đây là tỷ lệ chứ không phải là số nguyên tử, nó phải đúng bằng 1, 1, 2 nhá, đúng không? Vì tỷ lệ 2, 2, 4 cũng là 1, 1, 2 mà, đúng không? Đúng chưa? Thế thì ta phải dựa vào tiếp cái ý người ta cho gì? Phân tử khối là 69 để làm. Được chưa? Mà M lớn bằng 69 bằng Natri là 23 này, cộng nitơ 14, cộng oxy là 16 nhân 2, tất cả nhân với L lần. Từ đây suy N bằng 69 chia cho 16 nhân 2 là 32. 32 cộng với 14 là gì? 46. 46 cộng 23 bằng 69. 69 chia 69 bằng 1. Được chưa? Sau khi tìm được N 1 rồi thì ta mới kết luận được. Vậy công thức của hợp chất là Na NO2. Hết bài. Đấy là trình bày tự luận một bài. Được chưa? Viết vào đi. Chắc chắn đáp án Na NO2 rồi đúng không? Đâu mang bài tài béo làm đây xem nào. Nào Tú viết đi. Không sao cả, cứ miễn là đúng là được mà. Vẫn là ra NO ấy. Đương nhiên Na NO2 rồi. Không, đây là cách thứ hai để làm cái bài này. Cách này là cách tính theo khối lượng. Được chưa? Đây là cách thứ hai thôi, nó chứ không phải là khác đâu. Nó chỉ là cách thứ hai thôi. Được chưa? Đây. Viết xong chưa?
Ta có cái cách tài béo làm này. Nào chép xong chưa? Chép đi. Đây đứng ra đây mình nhìn ngồi viết đây này. Không viết bài vào. Không nghe đi. Ai không nhìn được thì đứng đây. Hoặc là Nhi cho bạn mượn. Cho Khánh cả. Đấy, mượn ở dưới. Đây vở đây mà viết. Được chưa? M bằng 69 chia 69 nhá. 23 cộng 14 cộng 16 nhân 2. Tất cả nhân n lần thì suy ra. Suy ra cho em cứ toàn dấu bằng thế. N sẽ bằng lấy 69 chia cho cái này cũng là 69 đúng không? Bằng 1. Thế thì mình kết luận được vậy, công thức của hợp chất là NaNO2. Được chưa? Còn cái cách của Tài này, giáo viên chữa trên lớp nó cũng là một dạng làm. Nhìn nhá, nhìn luôn đi này. X chia chia Z. Vừa rồi là ta dùng phần trăm. Vì sao? Đề cho phần trăm rồi rất là dễ. Tự dưng cái cách đấy của Tài lại đang đi chuyển về khối lượng, nó dài hơn. Công thức nếu cho khối lượng này, M của cái chất X, M của chất đầu tiên này, M natri chia 23, M nitơ chia 14 và M của oxy chia 16. Đây cũng là một cách, đúng chưa? Nhưng mà đề có cho M đâu, đề cho phần trăm đúng không? Thì mình tính ngay theo công thức phần trăm sẽ nhanh hơn nhiều là phải đi tính ra khối lượng, xong lại lấy khối lượng chia. Bản chất nó vẫn thế, tự dưng nó dài thêm cái bước đi tính khối lượng, có hiểu không? Được chưa? Nào Khánh chép xong chưa? Đọc lại đi, xem lại đi. Xong bài 3 luôn. Ok nhá. Nào Tú hiểu chưa? Có rất nhiều cách làm mà, biết đúng là được. Ok, sang bài 3 đi. Là chép xong chưa nào? Để cương văn. Cô bé bán diêm đánh nhau với cối xay gió à? Chiếc lá cuối cùng. Bài 3 nhá. Nào bạn Khánh Sky xong chưa? Đâu thế? Nào Tú. Bài 3 đọc đề đi. Viết phương trình vào này. Người ta cho phương trình rồi mà. ZN cộng HCl tạo ra ZnCl2 cộng H2. Ta phải cân bằng cho 2 và HCl. Cho 2 và HCl. Được chưa? Hệ số của phương trình này 1, 2, 1, 1. Hệ số phương trình là 1, 2, 1, 1. Được chưa? Đó. Bây giờ bắt đầu người ta cho khối lượng kẽm. Hãy tính vân vân. Cách ra một dòng cho thầy nhá. Từ phương trình cách ra một dòng. Xuống dòng này số mol. Số mol ZL là N của ZN. Mol thì bằng gì? M nhỏ trên M lớn đúng không? Ta học tính rồi mà. M nhỏ trên M lớn bằng 16,25 chia cho 65 bằng 16,25 chia 65 bằng 0,25 mol. 0,25 mol. Được chưa? Đặt 0,25 mol vào cái dòng mình vừa bỏ cách dưới chữ ZL. 0,25. Được chưa? Đặt dưới chữ ZN 0,25. Thế theo tỷ lệ phản ứng ta có là gì? 1, 2, 1, 1 đúng không? Thế thì số mol HCl phải gấp đôi số mol ZL chưa? Thì đặt tiếp bên cạnh là 0,25 nhân 2 là 0,5. Đặt dưới ZnCl2 là 0,25 và đặt dưới hiro là 0,25. Như vậy ta có là 0,25, 0,5, 0,25, 0,25, được chưa? Xuống dòng. Theo tỷ lệ phản ứng ta có. Theo tỷ lệ phản ứng ta có. Được chưa? Số mol của HCl bằng 0,25 nhân 2 bằng 0,5 mol. Số mol của HCl bằng 0,25 nhân 2 này. Số mol của ZnCl2 bằng 0,25 mol. Và số mol của hiđro H2 bằng 0,25 mol. Đấy, từ tỷ lệ phản ứng ta suy ra được 3 cái số mol này. Đúng chưa? Bắt đầu ta mới làm bài nhá, bắt đầu mới xem đề ý A hỏi. Ý A người ta hỏi là gì? Khối lượng HCl đúng không?
M của HCL bằng gì? M nhỏ bằng, công thức M nhỏ bằng gì? Ai đọc được công thức? Tài, M nhỏ bằng, ta có mon thì bằng M nhỏ trên M lớn. Thế M nhỏ phải bằng mon nhân M lớn không? Nhân chéo mà. Như vậy bằng mon của HCL nhân M lớn của HCL bằng 0,5 đúng không? Nhân với M lớn của HCL có phải là 1 cộng 35,5 không? Cờ lo là 35,5 mà. Chính là lấy 0,5 nhân 36,5 bằng 18,25 gram. Đây là xong ý A. Tú viết được chưa? 18,25 gram. Tiếp, ý B là tính thể tích hydro đúng không? Ta có thể tích hydro, công thức là gì? Mol thì bằng V trên 22,4 đúng không? Thế thì V sẽ bằng mol của hydro nhân 22,4 bằng 0,25 nhân 22,4 bằng 0,25 nhân 22,4 bằng 5,6 lít. Được chưa? 5,6 lít. Nhớ rằng đây là ở điều kiện tiêu chuẩn thì ta mới nhân được 22,4. Được chưa? Câu C. Câu C là cũng dễ tương tự, chẳng hiểu sao ghi cho 8A1. Tính hai cách đúng không? Ok, tính hai cách. Cách 1. Câu C này. Cách 1. Mol của ZnCl2 bằng 0,25 mol. Ta đã tính ở trên rồi. Thì suy ra khối lượng của ZnCl2 bằng 0,25 nhân với M lớn của ZnCl2 là 65 cộng 2 nhân 35,5. Clo nhân đôi mà, bằng chính là 65 cộng 71 nhân với 0,25 bằng 34 gram. Xong cách 1 rất là nhanh, chỉ lấy mol nhân M lớn là xong. Được chưa? 34 gram. 65 cộng 2 nhân 35,5 bằng 34 gram. Được chưa? Cách 2. Cách 2 là người ta sẽ dùng bảo toàn khối lượng. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có này. Khối lượng của gì? M của ZL cộng M của HCl thì bằng M của ZnCl2 cộng M của H2. Đây là bảo toàn khối lượng. Khối lượng bên trái phải bằng khối lượng bên phải đúng không? Cộng với M của hydro. Khối lượng ZL cộng khối lượng HCl bằng khối lượng ZnCl2 cộng khối lượng H2. Không động tay vào viết. Quen kiểu học ngồi chơi bên này. Được chưa? Từ đấy suy ra được gì? Khối lượng của ZnCl2 bằng, em lấy khối lượng hai thằng này trừ khối lượng hydro đúng không? Được chưa? Khối lượng kém là bao nhiêu? Nhìn này, khối lượng kém phải bằng mol nó là 0,25 nhân 65 không? Cộng khối lượng HCl bằng 0,5 nhân 36,5 trừ đi khối lượng hydro thì bằng 0,25 nhân 2. M lớn hydro bằng 2 mà. Bằng này. Ta bấm máy thôi. 0,25 nhân 65 chính là cái mà đề bài cho rồi. 16,25 cộng với 18,25 trừ đi 0,5 bằng 34 gram. Như vậy là tính hai cách thì đều ra một kết quả, đó là 34 gram. Được chưa? Như vậy là xong cái đề cương Hòa 8 Tam Hiệp học kỳ 1 nhá. Thực ra cái đề cương này rất là dễ và nó chỉ có 3 câu, quá ngắn. Bọn em ôn vào 3 câu này thì không đủ để thi vì nó quá ít bài tập. Đây chỉ là cái dạng bài tập để tham khảo thôi. Còn đâu mọi người phải ôn thêm các dạng bài tập khác ở các tài liệu khác. Hiểu chưa? Ok nhá. Nhớ về làm bài cẩn thận đấy.